Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách vẽ logo Olympic bằng PowerPoint nha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vào phần vẽ hình khối và vẽ một hình vòng tròn. Chúng ta nhớ giữ shift để vẽ được hình khối đều nha. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh điểm vàng để vòng tròn sẽ mảnh hơn. Tiếp theo, chúng ta giữ Ctrl kéo hình vòng tròn ra ngoài để nhân đôi. Và chúng ta giữ Ctrl chọn cả hai hình, giữ Ctrl shift copy thẳng sang bên cạnh thêm hai hình nữa và giữ Ctrl shift để copy nốt hình vòng tròn ở trên cùng. Chúng ta có thể chọn tất cả các hình rồi giãn ngang để khoảng cách giữa các hình bằng nhau. Như chúng ta thấy, nét tinh tế của logo đó là các hình vòng tròn lồng xuyên qua nhau. Để làm được như vậy, mình sẽ kéo chọn tất cả hình khối vào Merge chọn Fragment để phân mảnh các hình khối với nhau. Sau đó rồi, chúng ta sẽ xóa đi các khoảng trống giữa các vòng tròn. Công việc tiếp theo, những phần nào của hình vòng tròn hiện tại đang chồng lên hình vòng tròn khác, chúng ta sẽ chọn rồi vào Merge chọn Union để hợp làm một. Sau đó chúng ta dùng công cụ Eyedropper để tô màu vòng tròn giống màu logo. Chúng ta sẽ lặp lại các bước tương tự với các vòng tròn còn lại. Với những bạn dùng PowerPoint bình thường, không dùng bộ công cụ của NiceLine thì tính năng Merge và Eyedropper chúng ta sẽ vào trong tab Shape Format nha. Như chúng ta thấy, các vòng tròn đang lồng xuyên qua nhau giống như logo gốc của Olympic. Vậy là qua ví dụ vẽ logo này của NiceLine, mình tin rằng chúng ta đã làm chủ tư duy ứng dụng công cụ Merge để sáng tạo các hình khối đặc biệt trên PowerPoint. Hơn thế nữa, với thế mạnh animation của PowerPoint, chúng ta có thể tạo chuyển động cho logo rất mượt mà và uyển chuyển như vậy. Mong cả nhà cùng ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online của mình tại niceline.com để sở hữu miễn phí trọn đời Office 365 và bộ công cụ của NiceLine, qua đó khai phá toàn bộ sức mạnh khổng lồ của PowerPoint nhé.